Phan Văn Long, bi kịch của một thần đồng và cái duyên với huấn luyện viên Park Hang-seo. Sân Mỹ Đình năm 2014, trận bán kết U19 Đông Nam Á với Myanmar. Phan Văn Long đã để lại một trong số những bàn thắng đẹp nhất đã được ghi trên sân vận động quốc gia. Phan Văn Long đã thực sự gây sốt với siêu phẩm mà nhiều người tự hào so sánh vẻ đẹp ngoạn mục của nó với tác phẩm Sân Cỏ Để Đời của siêu sao Dennis Bergkamp vào lưới của đội tuyển Argentina tại World Cup 1998. Đó cũng là khoảnh khắc cái tên Phan Văn Long được biết đến một cách sâu rộng trên đất nước Việt Nam, vượt ra khỏi ranh giới của những giải trẻ hay là đội trẻ của Đà Nẵng. Cũng vì yêu mến tài năng của Phan Văn Long mà rất nhiều các cổ động viên đã đặt ra câu hỏi: giờ Phan Văn Long đang ở đâu? Phan Văn Long còn đá bóng hay không? Vì sao Phan Văn Long lại thui chột? Những câu hỏi đó kéo dài đến tận 5 năm và nhiều thời điểm cái tên Phan Văn Long đã rơi vào quên lãng. Tới mùa giải 2020, Phan Văn Long trở lại mạnh mẽ, tỏa sáng lung linh và là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới thời điểm này, ngang bằng với Công Phượng. Sẽ không quá lời nếu đánh giá Phan Văn Long là thần đồng của bóng đá Việt Nam. Từ khi còn rất nhỏ tại Tam Kỳ, Quảng Nam, quê nhà, Phan Văn Long đã khiến cho biết bao nhiêu anh lớn phải trở thành bại tướng và mọi người đều khẳng định đây chính là ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam. Trái hẳn với gia cảnh khó khăn, khi vào sân, Phan Văn Long lại trở thành người giàu có nhất về những bàn thắng, về những đường truyền thành bàn và cả bằng sự tôn trọng, yêu mến của các đồng đội lẫn đối thủ. Tất cả đều khuyên Phan Văn Long nên đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Khi SHB Đà Nẵng tuyển lứa trẻ, Phan Văn Long tự mình đi đăng ký, tự mình đi tuyển và tự tin rằng mình sẽ đỗ. Ở tuổi 11, Phan Văn Long đã tự tin và tự lập đến mức như vậy. Mẹ của Phan Văn Long chia sẻ: thằng Long lén đi thi tuyển bóng đá đây chứ, nó có cho ai trong gia đình biết gì đâu. Thế nên mọi người đều rất bất ngờ khi trên tỉnh gửi báo giấy trúng tuyển về nhà. Tôi biết cháu đam mê bóng đá lắm, nhưng nhà nghèo, không đi làm đồng thì lấy gì mà ăn. Thời gian đi kiếm miếng ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra thời gian mà bóng với banh. Rồi khi ra Đà Nẵng nhập học, nhà không có ai thân thích nên chỉ biết trông cậy vào các thầy. Mỗi lần ra thăm con, tôi chỉ biết khóc. Chúng bạn được bố mẹ trang bị cho đủ thứ, giày mới, áo mới, tất mới, đầy đủ. Còn thằng Long nhà tôi thì toàn dùng đồ cũ. Cũng may là Long ngoan, biết nghĩ và biết thương bố mẹ, nên không những không đòi hỏi gì mà còn động viên ngược trở lại bố mẹ. Nhiều lúc trên đường về, tôi cứ khóc vì thương con mà không thể ngừng lại được. Mọi người thầy đều dành cho Phan Văn Long lời đánh giá rất cao. Trước khi Phan Văn Long thành danh, huấn luyện viên Phan Công Thìn đã tự hào khi nói về cậu học trò cưng của mình: Long có lẽ là cậu học trò tuyệt vời và bậc nhất của tôi. Em ấy hiền lành, ít nói, sống lặng lẽ nhưng rất tình cảm, sâu sắc, rất cầu thị và cầu tiến. Khi ra sân, Long thể hiện được kỹ thuật và tư duy chơi bóng của một tài năng thực sự. Tài năng bẩm sinh cùng sự khổ luyện, nghiên cứu chuyên sâu giúp Phan Văn Long có được kỹ năng chơi bóng khá toàn diện. Phải nói thật, riêng về kỹ năng sút bóng sống, Phan Văn Long là một tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, tài năng thiên bẩm của Phan Văn Long được phát triển lên một tầm cao mới với sự uốn nắn của các thầy và thẩm thấu sức mạnh từ chiến thuật. So với các bạn đồng trang lứa, Phan Văn Long ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chẳng thế mà ở giải U17 năm 2013, Văn Long đã giúp SHB Đà Nẵng giành chức vô địch và bản thân cầu thủ này cũng đã giành hai giải thưởng cá nhân quan trọng nhất: vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chính bởi sự vượt trội ấy, Phan Văn Long đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Jom Grachen và được triệu tập lên đội U19 Việt Nam cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn. Huấn luyện viên Grachen chia sẻ: tôi đã khá hài lòng với hàng tiền đạo hiện có của mình và Phan Văn Long sẽ là sự bổ sung tuyệt vời. Các bạn cứ yên tâm, cậu ấy sẽ có câu trả lời sớm thôi. Rồi trận bán kết với Myanmar ở giải U19, Phan Văn Long đã khiến cho cả Đông Nam Á nhớ mặt biết tên bởi một siêu phẩm vào lưới của đội Myanmar, đội bóng được đầu tư mạnh nhất Đông Nam Á bằng nguồn tiền gần như không có giới hạn của tỷ phú Jojo. Một năm sau cú vẩy má lịch sử ấy, Phan Văn Long được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách đăng ký cho V-League 2015 khi mới bước qua tuổi 18. Huấn luyện viên Mira cũng hai lần gọi lên tuyển tham dự vòng loại U23 châu Á 2015 và chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 28. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho Phan Văn Long ở M150 Cup trên đất Thái Lan. Trong trận đấu với đối thủ yêu thích Myanmar, Phan Văn Long được tung vào sân ở phút thứ 55 và chỉ sau 10 phút, từ một tình huống khống chế, một pha cứa lòng, Phan Văn Long đã ghi bàn thắng. Và đó là bàn thắng đầu tiên sau 3 năm 2 tháng 28 ngày cho các đội tuyển. Chưa hết,
Phan Văn Long còn thực hiện đường truyền xé toang hàng thủ đối phương để Công Phượng lập công. Khi đăng ký danh sách dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Phan Văn Long bị tái phát chấn thương cơ háng và bị loại, để rồi vắng mặt một cách rất đáng tiếc ở những giải đấu lịch sử sau này. Sự nghiệp cầu thủ của Phan Văn Long thực sự bị đặt dưới rất nhiều những thách thức, thậm chí nhiều khi tưởng như sẽ đứt gánh giữa đường. Là một cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội 1 của SHB Đà Nẵng, Phan Văn Long không thể có cơ hội thi đấu và phải dự bị dài dài cho những anh lớn kinh nghiệm, trưởng thành hơn và đặc biệt là những ngoại binh vượt trội. Nhưng một trong những vấn đề lớn nhất của Phan Văn Long là chấn thương háng, một loại chấn thương dai dẳng, rất dễ tái phát mà không bao giờ bình phục hoàn toàn. Cùng được chơi V-League một mùa, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ghi bàn thắng ngay ở trận đấu đầu tiên, thì Phan Văn Long phải chờ 3 năm sau mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho SHB Đà Nẵng. Đó là bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Than Quảng Ninh ở Cúp Quốc gia. Trong hai mùa giải đầu tiên ở V-League, Phan Văn Long chỉ ra sân vỏn vẹn có 55 phút. Rất nhiều người nhận xét rằng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức với sự khắt khe đến nghiệt ngã, đòi hỏi quá cao và cả cách góp ý quá thẳng thắn khiến nhiều cậu học trò bị trầm cảm. Phan Văn Long là một trong số đó. Để tồn tại và phát triển được dưới triều đại của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, cầu thủ bắt buộc phải có tài năng và cá tính phải cực kỳ mạnh, lì lợm và kiên cường, những điều mà Phan Văn Long chưa có vào thời điểm đó, nên đã liên tục gặp khó khăn và mất đi sự tự tin. Ở một khía cạnh nào đó, những lời chê bai của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng đúng và cũng phát huy hiệu quả. Bởi mùa giải 2019, Phan Văn Long chơi tổng cộng 25 trên 26 trận nhưng chỉ có được 2 bàn thắng, một con số thống kê quá thấp với một tiền đạo và không thể chấp nhận được với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, người đã từng có câu nói để đời: khi còn là cầu thủ, tôi 2 trận không ghi bàn là bị chửi cho ù tai rồi. Trái với những lời chê bai trên báo chí, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đánh giá Phan Văn Long khá cao trong lần chia sẻ với chúng tôi. Long có tiềm năng để phát triển và còn hay hơn nữa nếu duy trì được sự ổn định về phong độ của mình. Long cần phải rèn luyện chăm chỉ hơn và tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh sân cỏ. Long có thể làm được mọi thứ nhưng cứ khi đến với khung thành đối phương thì lại không biết xử lý ra sao. Long cần cải thiện thêm yếu tố quyết đoán và ý đồ dứt điểm nữa thì mới trở thành cầu thủ lớn được. Bước vào mùa giải 2020, khi Hà Đức Chinh gặp vấn đề về sức khỏe, Phan Văn Long chơi cả 11 trận, ghi 4 bàn thắng để trở thành tay săn bàn tốt nhất của SHB Đà Nẵng, cũng như là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới thời điểm này, ngang bằng với Công Phượng. Sau 5 năm vật lộn với những khó khăn, chấn thương cơ háng cũng đã không còn hành hạ, những vấn đề về tâm lý thi đấu, ý tưởng dứt điểm cũng phần nào được giải quyết, Phan Văn Long trở thành tay săn bàn được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hết sức tin cậy. Khó khăn trước đây của Phan Văn Long chỉ đơn giản là cậu ấy chưa tin tưởng vào khả năng của chính mình. Tôi vẫn bảo với Long rằng nhiều lúc cần phải điên lên, nghịch ngợm thêm một chút có khi lại tốt hơn. Tôi thấy Phan Văn Long có quá nhiều phẩm chất của một ngôi sao. Long có thể lực rất đặc biệt, vừa nhanh nhẹn vừa bền bỉ, khả năng hoạt động tự do rất tốt. Lúc không có bóng hay lúc có bóng đều có giá trị rất cao. Trong mắt tôi, Long là cầu thủ hoàn hảo cho vị trí số 10. Long sinh hoạt, tập luyện lúc nào cũng dẫn đầu đội. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, người thầy của Phan Văn Long ở SHB Đà Nẵng đã nhận xét như vậy với chúng tôi. Còn huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa cái tên Phan Văn Long vào cuốn sổ tay của mình từ rất lâu rồi.